Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Hôm nay là 23 tháng chạp âm lịch, thì tôi đang có mặt ở khu vực giải công viên trung tâm của thành phố. Khu vực này thì là tập hợp các cái vườn hoa như vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi này, Nguyễn Bình Khiêm rồi Nguyễn Du, dọc từ quảng trường nhà hát thành phố cho đến chỗ trước cửa khách sạn Pullman Hotel đấy. Thì đến hiện lại lên thôi các bạn. Hôm nay lại tiếp tục dẫn các bác loanh quanh khu vực trung tâm được một chút, tận hưởng cái không khí Tết đã đến rất gần với thành phố Hải Phòng rồi. Đây là quảng trường trung tâm thành phố Hải Phòng. Vừa rồi rất là lùm xùm liên quan đến cái vụ viết chữ Xuân Quý Mão đấy các bạn. Được ban quản lý này đã sửa lại rồi. Năm nào cũng thế thôi, vẫn là những cây hoa này, vẫn là vị trí này thì thành phố Hải Phòng trang hoàng cho cái quảng trường trung tâm của thành phố. Phía sau kia chính là vườn hoa An Biên. Đấy. Rất nhiều người tranh thủ ở đây mặc dù thời tiết hơi nắng. Rất tuyệt vời để chụp ảnh năm mới với người dân thành phố Hải Phòng. Năm mới thắng lợi mới. Phía sau này chính là tòa nhà Vitico. Tòa nhà này được ốp phun kính gần 4 mặt rồi các bạn này. Khá nhanh phải không ạ? Chúc mừng năm mới. Với cái chỗ rẽ vào nhà hát thành phố bên đường này, các bác đi chụp ảnh lưu ý này, không là công an người ta đứng đầy ở đây. Nhà hát thành phố, một trong ba nhà hát. Cái là năm sau như các thành phố cho thêm mấy cái linh vật, kiểu con mèo ở đây chụp ảnh sẽ đẹp hơn. Đây là 23 tháng chạp âm lịch các bạn, nên người dân ra thả cá ở cái hồ Thập Bạc này rất là đông các bạn. Thank you.
tôi yêu Hải Phòng. Quanh các bác khu vực trung tâm triển lãm mỹ thuật thành phố này.